Đối dung xin chào các bạn ở VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Bắt thiếu ý tuần duyên Mỹ kỳ thị chủng tộc định giết nhiều người. Vatican khai mạc hội nghị 4 ngày ngăn chặn linh mục lạm dụng tình dục và trúng 1 triệu đô la nhờ vé số do chồng tặng vào ngày Valentine. Thưa quý vị, bản tin của Fox News ngày hôm qua cho biết là một thiếu ý trong lực lượng tuần duyên Mỹ vừa bị bắt hôm thứ Sáu 15 tháng 2 về các tội liên quan đến ma túy và vũ khí cũng như là thành phần theo chủ nghĩa dân tộc da trắng rồi tàng trữ vũ khí và âm mưu hạ sát nhiều người, bao gồm các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ và các nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông. Hồ sơ nộp tại tòa liên bang ở tại tiểu bang Maryland cho thấy thiếu úy Christopher Paul Hassan, 49 tuổi, cư dân thành phố Silver Spring bị bắt hôm thứ Sáu về tội tàng trữ bất hợp pháp một khẩu súng và thuốc giảm đau có ma túy tên là Tramadol. Tuy nhiên, um, hồ sơ tòa cho thấy rằng um, cái vụ bắt này chỉ là một phần nổi của tảng băng. Bởi vì khi mà khám nhà ông này người ta phát hiện ra tới 15 khẩu súng Và người ta truy tố ông này là khủng bố nội địa Đang có âm mưu giết nhiều người vô tội Ở mức độ ít khi thấy ở đất nước này Theo công tố viện ông Hudson thường xuyên đọc bản tuyên ngôn của Anders Bering Breivik Một người thuộc thành phần quá khích cực hữu ở tại Na Uy Mà năm 2011 từng giết chết 77 người trong hai cuộc tấn công khủng bố theo hồ sơ tòa thì nhân viên điều tra đến nhà ông Hudson tổng cộng 10, tịch thu 15 khẩu súng và ít nhất hơn 1.000 viên đạn ở dưới cái tầng hầm của nhà ông tại thành phố Silver Spring. Ông Hassan cũng thiết lập một hồ sơ của những người mà ông gọi là phản quốc, ông phân loại là ABC. Thành phần A gồm những người như thượng nghị sĩ Chuck Summer của Đảng Dân Chủ tiểu bang New York, ông là lãnh tụ thiểu số tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Tim Kaine và sĩ nhà từng ứng cử phó tổng thống vào năm 2016. Và thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của tiểu bang Connecticut, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tiểu bang Massachusetts, thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của tiểu bang New York, thượng nghị sĩ Cory Booker của tiểu bang New Jersey và thượng nghị sĩ Kamala Harris của tiểu bang California. Riêng bà Warren, ông Booker và bà Harris là ba cái người tuyên bố ứng cử tổng thống vào năm 2020. Cũng theo Fox News thì danh sách hạng hạng A nó còn có luôn cả bà Nancy Pelosi đảng Dân chủ California hiện đang là chủ tịch Hạ viện và dân biểu Maxine Waters cũng đảng dân chủ California, bà này đang ở đại diện một cái địa hạt ở tại Los Angeles. Các giới nhân nhân vật truyền thông nổi tiếng thì gồm có ông Joe Scarborough, Chris Hay và Ari Melber của MSNBC và nhà báo Don Lemon của CNN. Theo công tố viên thì ông Hassan đã đưa ra các quan điểm quá khích từ mấy năm nay. Ông từng gửi thư cho một lãnh đạo Tân Quốc xã có tiếng ở Mỹ và cho biết mình là thành phần da trắng dân tộc từ nhiều năm và là thành phần skinhead tức là đầu, đầu chọc đó từ hơn 30 năm trước trước khi vào quân đội ông Hassan cũng cho biết thêm là ông ủng hộ việc thành lập quê hương da trắng vì theo ông chúng ta cần có quê hương da trắng vì Âu Châu coi như đã mất và tôi không biết là chúng ta còn giữ vững được bao lâu nữa để ngăn ngừa việc da đen hóa tức là ông sợ nước này sẽ trở thành da đen trước khi bị bắt thì ông Hassan làm việc tại văn phòng bộ chỉ huy tuần duyên Mỹ tại Washington DC từ năm 2016 đến nay và ông cũng từng phục vụ trong binh chủng chủ lục chiến từ năm 88 đến năm 93 và trong binh chủng vệ binh quốc gia khoảng 2 năm hồi thập niên 1990. Sáng ngày hôm nay 21 tháng 2 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francis đã khai mạc một hội nghị các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia trên thế giới bao gồm khoảng 190 người, trong đó cũng có cả luôn các bề trên và giám tình của các dòng tu nam nữ để giải quyết về vấn đề lạm dụng tình dục các tu sĩ mà trong mấy năm qua gây tai tiếng cho tòa thánh Vatican cũng như phải đền rất là nhiều tiền. Trong cái bài diễn văn ngắn, Đức Giáo hoàng đã nói là chúng ta cần phải nghe tiếng nói của những người đang tìm công lý. Chúng ta các nạn nhân, họ hy vọng là chúng ta phải có các biện pháp thực chất, có cách xây dựng và hiệu quả, tức là concrete and efficient measure để giải quyết vấn đề, lạm dụng tình dục các scandal tình dục chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ trích đức tâu hoàng cũng nói luôn cái con quỷ mà lạm dụng tình dục uh, trẻ em của các uh, uh, linh mục đó, cần phải được thay đổi để trở thành một cái nơi gọi là tinh khiết như trong uh, giáo hội công giáo la mã hội nghị sẽ kéo dài trong 4 ngày uh, và không biết có giải quyết được vấn đề gì hay không nhưng mà các cái nhóm mà đại diện các nạn nhân thì họ vẫn hoài nghi họ cho rằng đây chỉ là một sự kiện Vatican đánh bóng tên tuổi thì chưa chắc có giải quyết được chuyện gì và Vatican chỉ muốn là không muốn làm mất lòng tin của một tỷ ba người công giáo trên thế giới. à, trong ngày Valentine vừa qua có một phụ nữ ở tiểu bang Virginia nhà rất là may mắn đó là được ông chồng tặng cái vé số trúng một triệu đô la. Câu chuyện do hãng UPI kể cho biết là ông Terry mất hôm đó vợ sai đi chợ mua cái gì đó quên thì thường thường ông đi chợ ra là ông mua cái vé số hay ông đi về nhưng mà ngày Valentine ông ra ông mua vé số và thôi chết rồi giờ này trẻ rồi hoa này héo chưa chắc còn hoa ngon hay không muốn biết gì mua gì cho vợ thôi cũng mua vé số bình thường nhưng mà lần này đặc biệt hơn bỏ trong phong bì xong để miếng giấy vô đây là số tiền về hưu của Terry và Madonna Madonna tên vợ ông để đưa vợ đây đây Valentine cho em đấy ui vé số này em thua gì em đưa tôi hoài không phải đặt để vô là số tiền về hưu này kia nhưng mà lúc bà cào nó u chà chà chúng một triệu đô la quý vị. một triệu đô la hai ông bà mừng quá thế là thay vì lấy cho 30 năm thì hai người quyết định lấy một lần luôn được 667 trăm sáu chưa trừ thuế trừ thuế nó chắc họ còn khoảng có bốn trăm ngàn họ nói rằng bây giờ chúng tôi sẽ dự trù sau khi nghỉ hưu đi du lịch khắp thế giới cho nó đã phải thấy không thì coi như có thể nói có thể nói ông này tặng quà vợ vào ngày Valentine chỉ giá một triệu đô la cái này chắc chỉ có cỡ đẳng cấp gọi là đại gia hay là những những ông tỷ phú mới làm được chuyện này dân thường sẽ làm được nhưng mà bà may mắn quá thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào những gì kỳ tới